Không, anh phụ anh tính chỗ kia để em đứng, nếu mà mắc anh thì em đuổi ra. Khác rồi à? Dạ, vừa không? Không đúng không? Phát chưa? Phát rồi đấy. Phát rồi. Em có mắt xem chưa? Chưa. Có một người xem. Có anh mà lại. Lại á? Nay trời nắng quá các bác. Xem. Xa này tiếng có được không? Trong cái buổi livestream này thì cửa hàng em sẽ giảm giá toàn bộ các cái máy ngay sau đây em giới thiệu với mức giá khuyến mãi tới là 5%. Đấy, thì chỉ áp dụng trong cái khung giờ livestream này. Còn sau khi cái buổi livestream kết thúc thì cái mức giá khuyến mãi đấy sẽ không còn nữa các bác nhá. Vậy nên là các bác nào đang muốn sử dụng, đang muốn mua các cái máy khoan pin, máy phân tích dùng pin của DeWatt thì hãy vào đây các bác có thể comment tại video này. Các bác không chẳng là mua luôn ngay hôm nay, các bác comment tìm các cái mã máy mà các bác cần sử dụng thì có thể đến ngày mai hoặc ngày kia các bác vẫn được áp dụng cái chính sách này như này, với điều kiện là các bác phải comment ngay trong cái buổi livestream này. Thì đợi một số các bác nữa vào xem cho nó đông cái mắt xem thì em sẽ bắt đầu giới thiệu các cái máy ngày hôm nay các bác nhé. Hiện tại bây giờ đang được 10 năm mắc xem, 10 năm các bác đã xem. Đợi trên khoảng tầm 20 cho đến hơn 20 thì em sẽ bắt đầu giới thiệu các bác nhé. Các bác đợi một chút để mọi người cùng vào xem thì em sẽ bắt đầu giới thiệu. Thì ở cái video này các bác có thể là vào ở đây các bác có thể hỏi những cái thắc mắc mà các bác cần được giải đáp, các bác cứ comment ở đây thì sẽ có các thì em sẽ trả lời các cái thắc mắc của các bác về các máy, về mức giá, hoặc là các bác chưa hiểu rõ về cái máy đấy hoạt động như thế nào thì em có thể giải đáp luôn cho các bác. Các nhiều số bác chưa nắm rõ được cái máy đấy hoạt động như thế nào chẳng hạn thế. Rồi, 19 mắt xem rồi, ngay sau đây 22 rồi. Thì ngay sau đây em sẽ bắt đầu giới thiệu các cái máy Quantasys của DeWatt bác nhé. Thì đầu tiên đến với buổi livestream này thì em sẽ giới thiệu đến với các bác đó chính là các cái máy bắt vít trước. Về máy bắt vít của DeWatt thì nó có dòng bên em nó có dòng 12V và dòng 18V. Đầu tiên thì em giới thiệu đến các bác đó chính là máy DCF 601. Đây, đây là một con máy dòng 20V.
dòng 20V này nó có cái tiện lợi đó là thân máy nó rất nhỏ gọn. Đấy, rất nhỏ gọn và nó được sử dụng cái công nghệ mới của DW. À, ban nãy là em nói nhầm 20V, đây là 12V các bác nhá. 12V, em nói lộn chút. Đây, cái thân máy của cái dòng 12V này nó rất là nhỏ gọn. Đây là máy DCS601 12V. Với cái con máy bắt bit này thì nó có cả cái cấp trượt bao gồm 15 cấp trượt và một cái cấp làm cấp mắc. Đấy, cấp mắc này các bác có thể khoan được này. Với cái thân máy của máy 601 này thì mức giá của nó đang là 1.650.000 các bác nhá. Với cái buổi livestream này thì được giảm giá 5%, chỉ còn là 1.568.000, chỉ áp dụng trong cái khung hình, trong cái khung giờ livestream này các bác nhá. Đấy, giảm 5% là từ 1.650.000 còn 1.568.000. Đây là thân máy hàng chính hãng các bác nhá, bảo hành 3 năm. Đây, DCS601 rất là nhỏ gọn. Cái công dụng của cái máy 12V này là cực kỳ là nhỏ gọn. Và pin của cái dòng 12V này vẫn sạc được cùng với các cái sạc của dòng 18V đó nhé. Ví dụ như là sạc 112, 115 hay là sạc 108 đều sạc được. Cái chân sạc của nó đều cắm vừa các nhé. Rồi tiếp theo qua mã khác. Tiếp theo nữa, đó cũng là một máy bắt bit. Đây là máy DCS801 này. Không biết các bác có thắc mắc thì comment ở bên dưới em sẽ giải đáp luôn thắc mắc của các bác về giá cũng như là đây chính là thân máy DCS801 cũng là dòng 12V. Với cái con máy này thì nó có tốc độ vòng xoay ở 3 cấp. Cấp thứ nhất là từ 0 cho đến 950 vòng trên phút. Cấp thứ hai là mắc của nó là 1950 vòng và cấp thứ ba là 2850 vòng trên phút. Đấy, một cái tốc độ rất là khỏe. Chân thì sẽ sử dụng chân lục giác, một cái chân rất phổ biến của máy bắt bit, và thước chân là 6.35. Với cái búa đập của cái thân máy này thì nó đạt tới là 3600 nhịp đập trên một phút. Đó, 3600 nhịp đập một phút. Đây, các bác sẽ được theo dõi rõ hơn về cái con máy này. Nó cực kỳ là nhỏ gọn, cái dòng 12V này rất là tiện lợi đối với các bác nào có cái nhu cầu sử dụng trên cao hoặc là các cái ngóc ngách mà các bác cần bật ít nó hẹp, thì những cái con máy cỡ 12V này nó rất là nhỏ gọn và tiện lợi cho các bác. Với máy DCS801 này thì mức giá của nó là 1.980.000 với sau khi giảm giá 5% chỉ còn là 1.881.000. Đây, đều là công nghệ không chổi than các bác nhé. Không chổi than nó sẽ giúp cho các bác tiết kiệm pin hơn khi sử dụng. Tiếp theo nữa đó chính là một thân máy DCS787. Với dòng DCS787 này thì nó là dòng 18V. Với các cái máy chính hãng của DW đều được bảo hành 3 năm các bác nhé. Đây, 787. Sẽ lắp pin vào để cho bác xem được ạ. Đây, em sẽ đọc một chút về thông số của con máy 787 này. Nó là dòng 18V hay còn gọi là dòng 20V max. Với cái nhịp độ xoay, cái tốc độ xoay của nó đạt tới là từ 0 cho đến 2800 vòng trên 1 phút. Nhịp búa đập
búa đập ở bên trong búa xoắn thì nhịp đập của nó là đạt tới là 3.200 nhịp đập trên một phút. Đó 787. Body các bác nhá, thân máy ạ, nhân thân máy. Với body 787 thân máy. Thân máy 787. Ở đây chưa có giá. Ở với thân máy với 787 thì với bộ full của nó, với bộ full gồm 2 pin 2A cùng với sạc 112 là giá đang là 4.100.000. Sau khi giảm giá 5% thì còn 3.895.000. Đấy, tức là với việc giảm giá 5% như vậy thì nếu mà các bác mua hàng thì sẽ được giảm lên tới tận hơn 200.000 thôi nhá. Đấy, 5% các bác nhìn tưởng nó là nhỏ thôi nhưng mà quy ra với cái mức giá 4 triệu như thế này thì các bác đã được giảm tới hơn 200.000. Đấy, với một cái bộ full của con máy 787 bao gồm 2 pin 2A và một sạc 112 thì ngay sau đây em mang lên cho các bác xem này. Đấy, đây chính là cái bộ full của con máy 787 gồm hộp nhựa. Đây chính là cái máy bên trong cái hộp này. Dùng 2 pin 2A con nhá. Một bộ như này là 4.1 triệu, sau khi giảm giá 5% là còn 3.895.000. Em sẽ giới thiệu một lượt qua các cái máy bắt vít. Sau đó thì em sẽ chuyển qua các cái máy khoan bắt vít con nhá. Khoan bắt vít sau đó là sẽ có một số mã của máy khoan bê tông. Tất cả đều dùng pin. Đấy, tất cả dùng pin. Cái buổi livestream này em sẽ giới thiệu các bác tất cả dùng pin. Không biết là các bác có cái thắc mắc gì hay là câu hỏi gì các bác thấy comment ở bên dưới thì em sẽ trả lời luôn cho các bác. Xin chào 31 các bác đang xem ạ. 31 các bác đang xem. Đây, và tiếp theo nữa đó chính là một mã máy bắt vít. Con mã máy này là dường như là mã cao nhất của máy bắt vít của Ewatt hiện tại Việt Nam đang có, đó chính là máy DCS 887. Đây, 87. Về so sánh của mã 887 so với 787 thì 887 nó sẽ có 3 cấp tốc độ như thế này. Đấy. Còn đối với 787 thì nó và một điều nữa đó là ở máy 887 nó sẽ có 3 cái đèn như thế này. 3 cái đèn, nếu mà các bác làm việc trong cái môi trường tối thì 3 cái đèn này rất là sáng. Đây, em sẽ bật lên này, cực kỳ là sáng. Đây là cấp mạnh nhất của nó. Cấp mạnh nhất thì đạt tới là 3.250 vòng trên một phút. Các bạn nhìn cái máy này. Đây, em sẽ lùi về cấp thứ 2. Cấp thứ 2 thì đạt tới là 2.800 vòng trên phút. Và cấp thứ nhất thì cấp nhất này các bác có thể bắt vít nhẹ này. Bắt vít nhẹ trên gỗ thịt. Cấp thứ nhất thì đạt tới là 1.000 vòng trên một phút. Nhịp búa đập của con máy này thì đạt tới là 3.800 nhịp. Đây, một mã máy bắt vít dường như là khỏe nhất của Ewatt DCS 887. Về giá của cái máy 887 này thì đợi một chút nhé. 887 hàng chính hãng là 2.500.000, sau khi giảm giá 5% chỉ còn là 2.375.000. Đấy, 2.375.000. Rồi, còn về 787 cũng có một mã nữa, đó chính là hàng xách tay. Hàng xách tay thì đối với hàng xách tay thì sẽ không có chính sách bảo hành 3 năm so với hàng chính hãng. Còn về hình dáng cũng như là thông số thì sẽ giống cái hệt nhau các bác nhá.
cái hàng cách tay và nó sản xuất trực tiếp tại Mỹ, hàng nhập Mỹ. Đây các bác có thể thấy là giống hệt nhau thôi, nó khác có thêm là có cái tem này, tem USA này. Rồi tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến với các bác, đó chính là đây, đó chính là một mã máy bắt vít nữa, có một mã máy bắt vít nữa. Hôm nay rất là nhiều máy bắt vít em muốn giới thiệu với các bác, và trong chương trình này thì trong chương trình buổi livestream này thì được giảm giá 5%. Đấy, sau khi kết thúc thì các bác mua hàng thì sẽ không được giảm giá nữa các bác nhé. Thì trong các bác là comment tại video này đang trực tiếp này thì các bác mua sẽ được giảm 5%. Đây, một mã tiếp theo mã Mavis là 809 DCS 809. Đây là một mã mới, cũng có 3 đèn so với giống như kiểu là 887, nhưng mà nó sẽ không có 3 cấp. Đấy, con này nó chỉ có một cấp duy nhất thôi. Nếu mà các bác muốn bắt nhẹ thì các bác sẽ bóp cò hờ hờ như này. Đấy, tăng dần tự tay điều chỉnh thôi, nó sẽ không có cấp phân biệt rõ ràng so với 887. Đấy, về tốc độ thì nó cũng gần giống so với con 887 con nhé. Một bộ full của mã DCS 809 này sẽ bao gồm là 2 pin 5A, một thân máy 2 pin 5A và một sạc nhanh 115. Giá của bộ full này đó chính là 8908. Mã của bộ 809 này thì em sẽ để ở trên bình luận cho nhá. Ở đây thì em chưa có. Riêng về cái thân riêng của 809 thì là 2.150.000. Sau khi giảm giá 5% là chỉ còn là 2.042.000. Đấy, tức là với cái thân riêng nếu mà các bác mua trong livestream này thì các bác sẽ được giảm khoảng hơn 100.000 so với cái thân máy 809 riêng. Còn bộ full thì em sẽ để giá ở bình luận cho nhá. Chứ không nghe ngay ở bình luận để các bác. Bây giờ sẽ chuyển qua các cái dòng máy khoan pin các bác nhá. Dòng máy khoan pin, ban nãy thì em sẽ giới thiệu một lượt qua các cái máy bắt vít rồi. Thì ngay sau đây em sẽ giới thiệu về các cái mã khoan pin. Khoan pin thì một số mã mới về bên em thì nó có cả dòng 12V. Đấy, dòng 12V là cho các bác sử dụng, có cái nhu cầu là sử dụng gọn nhẹ. Đây, đầu tiên cái máy khoan bắt vít thì đây là mã DCD 706 12V. Với trong hộp thì nó sẽ tặng kèm cho các bác là một cái mũi bắt vít dài của DeWatt luôn. Một cái mũi bắt vít dài của DeWatt cùng với là cái móc treo này. Đấy. Rồi, về thông số của máy này thì là dòng 12V này. Nó sẽ có hai cấp, cấp 1, cấp 2 ở đây. 1 cấp 2 cùng với nữa là 15 cấp trượt. Có chức năng múa luôn các bác nhé. Con này có chức năng múa luôn. Dùng công nghệ là không chổi than này, tiết kiệm pin này, công nghệ mới. Chức năng múa luôn. Đây là dòng khoan này, còn 15 cấp trượt để bắt vít. Với cấp tốc thứ nhất thì nó sẽ đạt tới được là 425 vòng. Còn cấp thứ hai thì đạt tới 1500 vòng trên phút. Nhịp đập thì của máy khoan bắt vít này thì nó đạt tới là 25.550 nhịp. Cái đầu kẹp, đây đầu kẹp em cần giới thiệu cho các bác để các bác nhìn rõ này. Đầu kẹp nó sẽ là đầu kẹp sắt. Đầu kẹp sắt và cái pin kẹp tối đa là mũi 10 thôi nhá. Dòng 12V là kẹp tối đa là mũi 10. Đây có chức năng búa này, các bác có thể khoan thường nhẹ để treo tranh. Đó, rất là nhỏ gọn. Các bác sử dụng dùng cho gia đình thì dùng con này để đeo chèo trên cao thì cầm rất là nhẹ, rất thoải mái. Hàng chính hãng, bảo hành 3 năm. Giá của máy 706 này, thân máy là 1.780.000. Đấy,
Pin sạc thì các bác sẽ mua riêng nhá. Đây là cái hộp bao bì dành riêng cho thân máy, tức là body đấy. Thì là 1.780.000 sau khi giảm giá 5% là chỉ còn 1.691. 1.691. Đấy. Rồi, tiếp theo qua mã tiếp theo chính là mã DCD709. DCD709. DCD709 thì đây cũng là dòng 12V. À, đây là dòng dòng 18V các bác nhá. Dòng 18V. Hay là bây giờ ở bên là Việt Nam họ đều ghi đều là 20V max hết. Đấy. Bản chất 18V với 20V max thì nó giống nhau, nhưng là nhiều bác cứ bảo là 20V phải hơn thì không phải, nên là bây giờ hãng họ ghi luôn là 20V max. Đấy. Thì 18V với 20V bản chất thì nó vẫn giống nhau các bác nhá. Với con máy DCD709 này thì nó sẽ có hai cấp. Đây, hai cấp như là cấp thứ nhất thì đạt tới là 450 vòng trên phút, còn cấp thứ hai đạt tới là 1650 vòng trên phút. Nhịp đập thì ở máy này nó đạt tới là 28.000 nhịp đập. Máy này cũng sẽ có búa để cho các bác có thể khoan tường. Đây. 15 cấp bắt vít, 15 cấp trượt để bắt vít. Đầu kẹp cũng là đầu kẹp kim loại. Và phi tối đa để kẹp thì là 13. Đầu kẹp phi tối đa kẹp mũi khoan là 13. Đấy, nó sẽ to hơn so với cái máy ban nãy được giới thiệu ở bác một chút. 809, à 709. Cũng rất là gọn nhẹ so với 796. Thì con này nó sẽ là bản thu gọn, nhỏ gọn hơn một chút. Đấy, đầu cũng là đầu kẹp sắt luôn. Yeah. Rồi, về mức giá của máy này thì 709 là 709. 709 em lại chưa có nên là sẽ để ở bình luận cho nhé. Sẽ để bình luận. Tất cả các cái mã máy em vừa giới thiệu cho các bác thì đều được giảm 5% ở trong livestream này. Thế là các bác nào có nhu cầu thì hãy cứ đập để lại bình luận luôn. Thì để lại bình luận luôn thì sẽ có bên em sẽ trả lời các bác, cùng với nữa sẽ áp dụng được cái chính sách giảm 5% này. Còn sau khi livestream này kết thúc thì các bác có comment là thì em sẽ không áp dụng được với các cái đơn hàng sau cái buổi livestream này các bác nhé. Chỉ trong trực tiếp ở đây các bác có thể comment, sau đó inbox đấy, các bác cứ comment vào đi, các bác cần cái gì các bác cứ comment ở đây thì các bác inbox thì sẽ được giảm giá. Rồi, máy tiếp theo em muốn giới thiệu cho các bác, đây chính là máy DCD791, full hộp các bác nhé, full hộp. Dòng 18V, 18V, 20V max. Với cái bộ full này thì nó sẽ đi kèm là 2 pin 4Ah, và cùng với nữa là sạc nhanh DCB115. Đấy, 2 pin 4Ah. Đây, về thông số của máy thì cũng có hai tốc độ. Tốc độ thứ nhất thì đạt tới là 550, nó sẽ mạnh hơn cái máy 709 vừa rồi em giới thiệu các bác. Tốc thứ nhất là đạt 550 và tốc thứ hai đạt tới là 2000 vòng trên phút. Đầu kẹp tối đa là 13. Đấy, đầu kẹp là 13. Các cái mã máy 18, 20V đều đầu kẹp tối đa 13. Chỉ có riêng là 10, cái dòng 12V ấy thì cái đầu kẹp tối đa của nó chỉ được pi 10 thôi. Dòng 18V thì đều mắc là 13. Đấy, rồi với các cái máy composite. Đây. Máy chạy rất là khỏe này các bác thấy không? Đây ạ, đây. Đây. Ban nãy vẫn là cấp 1 thôi nhé. Với cấp 2 này. Cái quạt gió thổi lên nhưng mà cảm thấy rất là mát, tóc nó bay bay rồi. Quạt gió này rất là mát. Ồ. 15 cấp trượt và con này thì không có búa. Đấy. Với cái máy này thì không có búa nhá. Các bác chưa dùng con này để khoan bát tít thôi. Công nghệ không thổi than.
từ ban nãy là giới thiệu các bác hầu hết tất cả luôn đều là công nghệ không sưởi than hết, chưa có máy nào là công nghệ có sưởi than cả. Đấy, cặp rất là đẹp. DCD 791. Rồi ở đây thì nó sẽ có ba cái cấp đèn như thế này, cấp đèn sáng vừa này, sáng một nửa này và sáng mắc này. Đấy, các bác thấy không? Đây, ba cấp đèn. Rồi về mức giá của máy 791 này thì là 4.500.000 do mới full bộ như thế này, 4.500.000. Ô hai pin 4A cùng với sạc nhanh 4.500.000 là còn được giảm giá. Ô giảm giá 5% chỉ còn 4.275.000. Đây một bộ full như thế này, một bộ full DCD 791, máy con bắt vít, đầu kẹp cũng là đầu kim loại luôn thôi nha. 4.500.000 giảm 5% trong livestream thì còn 4.275.000. Đấy thì các bác có luôn là hai pin 4AH, hai pin 4AH bảo hành 1 năm cùng với sạc nhanh này cũng bảo hành 1 năm, thân máy thì bảo hành 3 năm. Đó, full hộp luôn cho các bác nhé. Rồi tiếp theo mà em muốn giới thiệu đến các bác thì đó chính là mã cao hơn. Mã này thì mã các bác sẽ quen thuộc, đó chính là mã DCD 996. Đấy, 996 thì các bác khoan rút lõi hoặc là khoan tường rất là trâu bò, rất là khỏe. Đây 996 thì wow, các bác thấy này, nó dừng tự động kháng, tự động mẻ thám từ này. Đấy, đấy không phải là cái lỗi của máy đâu nhá, đấy là cái họ cố tình làm như vậy kháng từ thôi. Cấp càng cao thì cái độ kháng từ nó càng kêu to này. Đấy, ví dụ em mở cái cấp 2 thì nó sẽ kêu nhỏ hơn. Cái cấp 1 thì kêu dường như là không nghe thấy. Đấy, nó tạch rất là nhẹ. Ví dụ như cấp 3 này, cái kháng từ kêu rất là mạnh luôn. Đấy, bạch một phát nó sẽ có ba cái đèn ở đây, ba cái đèn để các bác bật đây này. Đấy, đèn như thế này thì nếu mà các bác nằm trong môi trường tối các bác bật như này thì nó thay luôn cho đèn pin, nó cực kỳ là sáng luôn. Đây này, các bác thấy này, rất là sáng. 996 thì nó sẽ có ba cấp nấc tốc độ. Ở với cấp thứ nhất thì đạt tới là 450 vòng trên phút, cấp thứ hai đạt tới 1.300 vòng và cấp thứ ba thì đạt tới 2.000 vòng. Đấy là với chế độ khoan thường. Còn với chế độ khoan búa thì với cấp thứ nhất nó đạt tới là 500 vòng trên phút, cấp thứ hai thì là 1.550, còn cấp thứ ba cấp mạnh nhất thì đạt tới là 2.250 các bác nhá. Đấy, đầu kẹp tối đa của nó sẽ là đầu P13 996. Nếu mà các bác có thể thay thế con máy khoan này so với một chiếc máy khoan bê tông bằng điện, hoàn toàn có thể thay thế được. Đây, với 996 thì nó sẽ có thêm cái tay cầm như thế này để các bác khoan tường, khoan bê tông, khoan rút lõi. Đấy, đây, em mở cấp 3 này, nhìn máy nó rất là khỏe khoắn. Đây cũng được làm bằng kim loại thôi nhá, đầu kẹp kim loại. Phần thân này nó làm rất là chắc chắn, nhìn rất là đẹp. Rồi, với mức giá của con 996 này, hàng sách tay là 2.500.000 thôi các bác nhá. Hàng sách tay 2.500.000 và không được giảm giá. Đối với hàng chính hãng thì em giảm giá cho các bác 5%. Còn hàng sách tay thì sẽ không có chính sách giảm giá trong cái video này đâu các bác nhá. Đấy, 2.500.000 với thân máy 996 sách tay, hàng nhập Mỹ các bác nhá, 996 sách tay. Còn hàng chính hãng thì ngay sau đây em sẽ mang lên cho các bác. Đây cái hộp của nó này, hộp cũng rất đẹp. Đây chính là 996 hàng sách tay. 996 hàng sách hàng chính hãng chứ, hàng chính hãng em nhầm các bác nhá, hàng chính hãng. 996 hàng chính hãng giá là 3.000.000, sau khi giảm 5% thì còn 2.850. Đấy,
2850 là giảm được bao nhiêu ra? Ờ, 3 triệu giảm 2850 là các bác được giảm 150 à? 150. Đấy. Các bác mua ở livestream này được giảm 150 nhá. Đây, đây là hàng chính hãng ở trong hộp. Đây là sân máy thôi, còn nếu mà các bác muốn mua bộ full. Bộ full thì nó sẽ kèm là 2 pin 5Ah cùng với một sạc nhanh nữa. Thì một cái bộ full của nó là 6.990.000, sau khi giảm 5% thì còn 6.640.000. Đấy. Nên nếu mà các bác thấy là 5% là ít quá thì các bác suy ra tiền mặt thì nó lên tới là 400-500.000 đấy. 6.900.000 mà giảm 5% là còn 6.600.000. Đấy thì là ở đây nếu anh tính thì nó sẽ là được tầm 400.000 rồi. Đấy, 5% nó chiếm tỷ lệ rất là cao đấy các bác ạ. So với giá thực tế thì 5% giảm rất là nhiều. Đây là mã 996 hàng chính hãng các bác nhé. Không biết là các bác có hỏi anh cái gì không thì các bác cứ comment đi, thì ngay sau đây em sẽ trả lời các bác luôn. Loại này có xài than không? Anh Hùng RK. Tất cả đều không xài than đó. Bác Hùng nhá, anh Hùng nhá. Tất cả đều không xài than, đều công nghệ không thổi than, công nghệ tiết kiệm pin. Các cái mã máy cao thì sẽ có công nghệ này. Còn máy khoan pin bình thường của các bác dùng thì nó sẽ xài các cái mã khoan pin thấp ấy thì nó sẽ xài than. Với xài than thì nó sẽ nhanh hết pin lắm. Công nghệ mới thì không xài than thì nó sẽ tiết kiệm pin cho các bác. Cùng với nữa là máy nó rất là khỏe. Đây, đây là 996 hàng chính hãng, giá 3 triệu, giảm còn 2860. Chỉ áp dụng trong livestream thôi các bác nhé, 5% đấy ạ. Rồi, tiếp theo nữa thì em sẽ lên các cái máy khoan bê tông đó nhé, khoan bê tông dùng pin. Khoan bê tông dùng pin. Đây em sẽ lên. Để cho nó lại lên này. Đấy, ở livestream này thì em giới thiệu đến với các bác chỉ là ba loại máy đấy, là máy bắt bit dòng 12V, dòng 18V này, máy khoan bắt bit này, và bây giờ cuối cùng là em sẽ lên các cái máy khoan đục bê tông. Đây, khoan đục bê tông thì có bằng hiểu đầu tiên thì đây chính là mã DCH 273. Đây các bác nhìn thấy cái máy này ở ngoài đời rồi chưa? DCH 273 các bác nhá. Nó sẽ có hai cấp. Cấp thứ nhất thì là đạt tới là 1100 vòng, và cấp thứ hai thì đạt tới, con này nó chỉ có một cấp thôi các bác ạ. Một cấp thôi. Nhưng mà nó sẽ có ba chức năng. Đấy, nhầm, đọc lại nhầm đấy. Nó sẽ có ba cấp. Nó có ba chức năng. Ba chức năng thì chính là khoan kèm búa. Khoan có búa đấy. Chức năng thứ hai là cục. Đấy, tức là tôi búa không, tôi chỉ đục thôi. Và chức năng thứ ba nó chỉ là chỉ khoan thôi, tức là cái mũi khoan nó chỉ xoay thôi để các bác khoan. Đấy, nó sẽ có ba chức năng. Đây, em sẽ lắp pin vào cho các bác nghe thử tiếng máy. Với con này thì lắp pin nó sẽ lắp ngược lại như thế này. Đây, như thế này. Thế mà nếu mà các bác muốn kiểm tra pin thì sẽ không kiểm tra được, bởi vì nó lắp ngược, nó đi gần trong như thế này. Đấy, như thế này. Bình thường thì các cái máy khác nó sẽ lắp ngược lại, thì các bác muốn kiểm tra pin thì các bác ấn đằng sau nó sẽ lên. Còn con này thì nó lắp luôn vào trong như thế này thì sẽ không kiểm tra pin được. Đây, như thế này nhìn cũng rất là đẹp. Mã của nó là DCH 273. Đây. Vừa rồi em bật chức năng khoan có búa. Đây là chức năng đục luôn các nhá, chức năng đục này. Đục nó chỉ để này. Đấy, tức là cái đầu này nó sẽ không xoay nữa. Không xoay nữa, nó chỉ đục thôi. Đấy,
đây chính là cái phần đen đen kiểu dạng lò xo như thế này này, các bác nhìn thấy này, thì nó sẽ chính là cái phần nó giảm cái chấn động đến tay của người dùng, nên là các bác dùng nó sẽ không không bị thế lực khi nó khoan nó cái bật tay để đau tay. Đây nó có cái giảm chấn này đây. Rồi em sẽ mở cái chức năng là khoan thường thôi nhá, chỉ xoay tay để khoan thôi. Đèn thì nó thiết kế ở dưới như thế này. Đây đèn đây, tay cầm đây. Nhìn nó trông rất là hầm hố, rất là hoành tráng. Đây đục, nếu các bác đục như thế này. Rồi, về mức giá của máy này thì DCS 273. 273 thì full bộ của nó là 7,5 triệu thôi nhá. 7,5 triệu, nếu mà được nặng giảm 5% là chỉ còn 7,125,000 đấy. Full bộ của máy này thì ở đây thì em lại có cái thân không thôi, thân này thì cỡ của nó tầm hơn 3 triệu thôi nhá, giảm giá được còn hơn 3 triệu. Các bạn lại cũng có khi là em vừa nói nhầm giá đấy. Với body 273 này là 7,5 triệu các bác nhá, 7,5 triệu cho cái body này, tức là cái thân không đã là 7,5 triệu rồi chứ không phải là full bộ nữa đấy. Máy đục bê tông rồi. Xem này, tiếp theo nhá, tiếp theo tôi sẽ lên một mã đục bê tông khác. Đây em sẽ lên một cái thân đục bê tông như thế này. Đây, mã của nó là DCH133. DCH133, tất cả đều dùng pin thôi nhé. Cái này thì nó sẽ giống cái mã một cái máy đục điện. Đấy, hình dáng của nó sẽ giống một cái máy đục điện. Đây như thế này. Nhưng mà dùng pin thì nó sẽ thiết kế nó nhỏ gọn hơn. Đây. Ví dụ lòng bàn tay của em cầm như thế này thì nó sẽ gần như là cầm hết được cái thân máy của nó. Đấy, rất là nhỏ gọn. Đấy, các bác cầm thắp với pin nữa thì có thể mang vác nó dễ dàng, khoan trên cao, không cần phải nối điện dài dòng. Hôm nay thì nó sẽ có hai chức năng thôi, một chức năng là khoan thường và một chức năng là đục. Ủa, các bác nghe này, máy rất là khỏe. Để em xem cái công suất của nó bao nhiêu. Tốc độ của con máy này thì đạt 500 vòng, còn cái nhịp đập thì đạt tới là 5.500 vòng trên một nhịp, 5.500 nhịp trên một phút đấy. Thiếu kéo rất là khỏe luôn. Đây, chuyển đến chế độ khoảng tạo khoan này. Các bác để nó sẽ đứng được như thế này luôn này, đứng được như thế này này. Đấy, thì trông có đẹp không? Rồi, về giá của máy 113 này là 2,980 triệu so với thân máy thôi. 2,980 triệu với thân máy này. Mã của nó DCH133. Giá 2,980 triệu sau khi giảm 5% là còn 2,800 triệu. 2,800 triệu. Đấy, chỉ áp dụng cho livestream thôi. Đấy, ví dụ là các bác cần khoan đục mà các bác không muốn dùng điện dài dòng hàng ngàn thì có thể chuyển qua một cái mã máy khoan đục bê tông này, đục pin. Em vừa test thử các bác thấy thì cái máy nó hoạt động rất là khỏe. Cầm thì nó cũng rất là nhỏ gọn, nó không cồng kềnh như là máy dùng điện. Máy dùng điện thì cầm nó sẽ nặng hơn con này rất là nhiều, con này cầm thì nó sẽ nhẹ này. Bởi vì nó thiết kế rất là nhỏ gọn, các bác cầm lòng bàn tay dường như là cầm hết cái thân của nó. Đấy. Đấy. Thì nó rất là đẹp đúng không? Rồi, tiếp theo nữa thì em sẽ lên một cái mã đục bê tông, và đây cũng là cái mã đục bê tông là cuối cùng. Rồi, full bộ. Mã tiếp theo đó chính là mã DCH 263.
full hộp như thế này, rất là to. DCS 263. Hôm nay là giới thiệu cho các bác được rất là nhiều máy luôn. Từ ban nãy là giới thiệu tầm hai, hơn 20 mã máy rồi. DCS 263 bản này thì nó sẽ to hơn cái máy 133 vừa rồi em giới thiệu các bác. DCS 263 tốc của nó thì đạt tới là 1165 vòng, còn búa đập thì đạt tới là 4800 nhịp đập trên một phút. Sẽ có tận 3 chức năng thôi nhé. 3 chức năng là sẽ có là khoan thường này, khoan có búa này, và chức năng là đục bình thường này, chức năng đục này. Đây. Chức năng đục thì nó rất là êm, không êm nó các bạn, nó khỏe hơn máy kia mà tiếng nó sẽ ổn hơn đấy. Đấy, các bác có thể so sánh so với máy điện, máy pin của Đài Loan này. Phần giảm chấn này các bác, giảm chấn chấn động vào tay này. Đấy. Này, các bác ấn như này sẽ thấy nó rung rung này. Đấy, nhún vào. Đấy. Cả dưới luôn các bác nhá. Các bác nhìn ở dưới này. Nhìn ở dưới này. Đấy, cả phần này nó cũng nhún vào. Đây là phần giảm chấn. Đây là chức năng khoan có búa này. Con máy này thì mức dạ DCH 273 thì full bộ. Đây là DCH 263 con nhé. 263 full bộ là 7.2 triệu, sau khi giảm giá là còn 6.840. Đấy, một bộ của nó sẽ kèm luôn là các bác là hai pin 5A như này, cùng với nữa là một sạc sạc nhanh DCP 115, hai pin 5A full bộ. Đây là một tem để các bác có thể check bảo hành trên website này. Rồi. Với các cái mã máy vừa rồi thì em giới thiệu các bác với hàng chính hãng thì đều được bảo hành 3 năm. Với pin sạc chính hãng thì sẽ được bảo hành chính hãng 1 năm. Còn với hàng sách tay thì sẽ không có chính sách bảo hành. Vừa rồi thì các bác nào đã comment ở trong livestream thì em đã giới thiệu đấy. Thì em đã giới thiệu là trong livestream sẽ giảm giá các bác là 5%, còn sau khi cái buổi livestream này kết thúc thì sẽ không còn chính sách livestream và không còn chính sách khuyến mại đấy nữa. Đấy, bên đây là các bác nào đang có nhu cầu muốn mua thì các bác cứ comment thì có thể các bác hỏi hoặc là các bác cần em lên dạng cho các bác xem cái máy nào, em sẽ mang lên thì các bác xem trực tiếp lại các cái máy đấy. Đấy. Thì nó sẽ khách quan hơn để cho các bác có thể dễ dàng xem chi tiết cái máy mà mình muốn mua đi. Đấy. Có bác nào cần tư vấn hay là hỏi gì nữa thì ngay sau đây em sẽ kết thúc cái livestream này. Hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo nhé. Thì kết thúc đã.